đây rồi, Nhiên Nhiên à, mau đè xuống đi, mau lên. Mau mời thần y. Lại hai thần y nữa tới, người đội khăn trùm đầu đó là thần y hàng đầu. Nghe nói sau khi anh ấy gặp tai nạn, thì đã đến một nơi bí ẩn, và học được y thuật tuyệt thế. Sao rồi nhị thần y? Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đây là Lý Thập Kim trong Dược Vương Cốc Tông Sư. Thân thế và tuyệt kỹ của ông ấy vang danh. Kinh hồn thập châm, bất kỳ loại bệnh nào thì đều có thể cải tử hoàn sinh trong 10 kim này. Đây chính là kinh hồn thập châm trong truyền thuyết. Kim như con thoi, kim đâm xuống chắc nịch. Quả nhiên lợi hại. Đến lúc để chứng kiến điều kỳ diệu rồi. Lý thần y, sao lại thế này? Con gái tôi đột nhiên bị nôn ra máu rồi. Bệnh của tiểu thư quả thật là quá nặng rồi. Lão phu không còn cách nào khác để hồi sinh nữa. Thần y, mau cứu lấy An Nhiên. Cầu xin ông đấy thần y, cô ấy vẫn còn cứu được. Lâm cao nhân, có thật không? Chủ tịch An, anh đừng có mà hồ đồ. Bệnh của quý tiểu hư, ngay cả lão phu cũng không có tài để hồi sinh. Đừng để tên lang băm này lừa gạt như vậy. Đúng rồi, chúng tôi đều đã hết cách rồi. Lâm cao nhân, anh có chắc không? Nếu còn muộn hơn thì thực sự là không kịp nữa. Dừng lại, giữ cô ấy lại. Tôi chỉ làm theo luật mà tới. Anh ấy đang nói chuyện với ai thế? Không biết nữa. Giả vờ giả vịt. Cô ấy vẫn còn hơi thở. Tôi và chỗ quản lý của các người có quen biết. Nể tình bỏ qua cho cô ấy một mạng đi. Nếu không thì lát nữa đánh. Tôi sợ là sẽ làm tổn thương tới các người. Nhiên Nhiên, cháu tỉnh rồi. Nhiên Nhiên, con thấy thế nào? Sao con không bị sao vậy? Tốt quá rồi. Tỉnh rồi. Làm sao có thể? Đa tạ cao nhân giúp đỡ. Xin nhận An Mỗ một bái. Kỳ tích, đúng là một kỳ tích. Con gái ông không hề có bệnh. Cô ấy bị người ta đầu độc. Cái gì? Xem ra là do Lãnh gia. Họ đang có ý định giết cả An gia chúng tôi. Đã chuẩn bị hết chưa? Bẩm gia chủ, hiện đã bố trí được thiên la địa võng tại gần An gia. Nói với Trịnh Nhất Kiếm và Trịnh Đại Sư. Có thể ra tay được rồi. Trịnh Nhất Kiếm, ở trận Kim Công Loan, ngươi chém chết sư huynh của ta. Không hổ danh với cái tên chiến thần. Tiểu Xuân, đừng nói gì nữa cả. Là anh em thì hãy chém ta một đao đi. Được. Còn lời trăng chối gì không? Hoa. Đừng dắt nữa, sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của ta đó. Tôi biết rồi. Khinh thường người khác. Chú Tiểu Xuân, nhát kiếm này gọi là phân hoa Phật liễu. Ngươi nghĩ rằng vừa rồi rắc hoa vô ích hả? Bỉ ổi, vô liêm sỉ, không hổ danh là kiếm thần Trịnh Nhất Kiếm. Chỉ trong nháy mắt mà ra tay lợi hại đến vậy. Lãnh gia cử cao thủ như anh ta ra, sợ rằng lần này An gia xảy ra chuyện lớn rồi. Không hổ danh là cận vệ số 1 của An gia. Thành Tiểu Xuân, thành đại sư đúng chứ? Đánh bại liên tiếp 5 vị cao thủ của ta. Nhưng hôm nay có kiếm thần ở đây, An gia các người đều phải chết ở đây. Tiểu Xuân, đắc tội rồi. Tiểu Xuân, không sao chứ? Không phải nói rõ là có cái gì ăn được sao? Sao lại thành đánh nhau thế này? Lâm cao nhân, sao anh đến đây rồi? Hôm nay là sinh nhật con, là con đã gửi tin nhắn cho anh ấy. Chủ tịch An đồng mời được cao nhân thế này, anh ta là ai vậy? Nghe nói anh ta chữa khỏi được bệnh của An tiểu thư. Anh ta biết chữa bệnh thì không có nghĩa là biết đánh nhau. Nhìn cả người anh ta chẳng có khí chất chiến binh nào hết. Tôi thấy căn bản không phải là đối thủ của Trịnh Nhất Kiếm. Đúng là mừng vô ích. Tiểu Xuân ca còn không phải là đối thủ, mà lại đến thêm một tên chán sống khác. Nói lời trăng chối đi, bụng hơi đói rồi. Có gì ăn được không? Có đó. Lâm cao nhân muốn ăn thịt rồng thì An Mỗ cũng sẽ làm cho người. Thằng ngốc, dám phớt lờ Trịnh đại sư như vậy. Trịnh đại sư cực kỳ ghét như người không tôn trọng anh ấy. Đợi mà bị chém thành mảnh đi. Xem kiếm của ta đây. Người đâu? Chẳng nhẽ bị ta chém thành cặn bã cũng chẳng còn nữa. Kết thúc rồi. Này, tương ớt ở đâu rồi?
Từ lúc nào anh ta qua đó vậy? Vừa rồi rõ ràng là Trịnh sư phụ chém trúng anh ta nên biến thành thịt băm rồi mới đúng chứ nhỉ? Có thể đánh bại lão mỗ, chứng tỏ ngươi có chút thực lực, nhưng chẳng có tốc độ của ai mà có thể nhanh hơn kiếm của ta, là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Anh ta rút kiếm rồi kìa, tôi không thở được nữa, áp lực mạnh quá, đây chính là sức mạnh của thần kiếm Kim Công Loan. Xem ra ông trời muốn hủy hoại An gia chúng ta rồi. Luyện được công phu này thì phải tự cung trước. Chẳng nhẽ anh đã không tự cung cũng có thể luyện được công phu này? Nhận chết đi. Người đâu? Trịnh đại sư, sao thế? Có chuyện gì thế? Khoảnh khắc vừa rồi, tại sao ta lại cảm thấy như sắp chết? Rõ ràng trên người hắn ta không hề có chút khí chất võ thuật nào. Chẳng nhẽ hắn đã mạnh đến mức mà ta không thể nào nhận ra được? Không thể nào, để tôi giúp anh ghép tay vào nhé. Não mày rơi mất rồi à? Cánh tay của hắn là do thần kiếm làm bị thương, đứt hết động mạch rồi mày định ghép ra làm sao? Ân nhân, ngay cả khi Hoa Đà còn sống thì cũng không cứu được anh ấy đâu. Lâm cao nhân, anh không cần an ủi tôi đâu. Cánh tay này của tôi đã phế mất rồi, không khó chữa đâu. Tùng hơi thở kích thích xương bên trong và tái tạo tế bào, đả thông kinh mạch của anh nữa. Xem tay của tôi cử động được rồi. Y thuật của các hạ khiến ta thật ngưỡng mộ, nhưng trong vấn đề giết người này ta mới là chuyên gia. Lại nữa rồi, sát khí lại nặng hơn. Bị ta kiếm pháp cuối cùng đã được lộ diện. Tao bảo mày giả vờ à? Cho mày nổ banh cả cái xác cũng không còn. Cái áo này là bố để lại cho tôi đó. Lâm cao nhân trúng một chiêu của Trịnh Nhất Kiếm mà lại không gục kia. Thằng tiểu tử này nhất định là luyện được kim trung cháo rồi. Có một dự cảm chẳng lành rồi. Tốt quá rồi. Đã rất lâu rồi ta chưa gặp được một đối thủ thực thụ. Ngươi có đủ tư cách để chết dưới tay ta. Độc cô thập nhất kiếm, thực lực mạnh quá. Hỏng rồi.